Trước mắt các bạn đây là một bể sinh thái mà anh Bảy đã tạo ra. Bên trong có hệ sinh thái kiến đạn chứa hàng ngàn con. Tất cả đều do một bụng kiến chúa mà ra cả. Do anh Bảy chiều chuộng bọn chúng, cho ăn quá nhiều ba tê nên số lượng đã không thể kiểm soát được. Hiện tại cũng có rất nhiều ấu trùng kiến được hình thành cần thời gian để phát triển. Nhiệm vụ của anh Bảy là tiếp tục bổ sung protein cho đàn kiến. Tuy không có tiền mua ba tê, nhưng thanh niên vừa mới lụm được một bé chuột khá cute form mai que này nè mấy bạn. Nó đã ngủm củ tỏi trước khi được lên hình, chỉ còn lại cái xác khô. Và anh Bảy tin rằng với lượng protein từ chuột, nó có thể giúp đàn kiến phát triển tốt hơn. Đến lúc đặt bé chuột vào hệ sinh thái, những gì anh Bảy làm là chờ đợi cho bầy kiến đạn đánh hơi được mùi thức ăn. Vào ban đêm chính là thời điểm thích hợp kiến đạn đi săn mồi. Kiến thợ với cái bụng đói sẽ đi lùng sục các ngóc ngách nhỏ xung quanh tổ. Bảy trọ tạm thời tắt đèn ngô tất tố. Sau đó anh bật lên thì ngay lập tức bọn kiến đã bao quanh chú chuột. Có quá nhiều kiến đang muốn cắn xé cơ thể của chú chuột bạch. Ban đầu chỉ có một con kiến phát hiện ra điểm đặc biệt có mùi thịt. Sau đó nó sẽ đi về tổ thông báo cho đồng loại những gì nó thấy. Nhìn sơ qua thì lũ kiến đang lựa chọn phần dễ tổn thương nhất của chuột để cắn xé. Đó là phần đuôi. Đây là kiến đại ca. Sức của nó chắc cũng phải gấp 10 lần kiến thợ bình thường. Nó đang cố gắng cùng đồng bọn kéo đuôi chuột về tổ. Nhưng rõ ràng khối lượng của chuột bạch là quá lớn so với trọng lượng của kiến đạn. Vì vậy chúng đã xẻ thịt từng mảnh nhỏ của chuột bạch rồi mang về tổ. Như thế này nè, đây là một mảnh tai nhỏ. Lâu đài là anh Bảy xây cho bầy kiến đạn cũng chất lượng thật chứ. Mà khoan cái, mặc dù có vài con kiến thông minh biết xẻ thịt về tổ, tuy nhiên vẫn có mấy chú bé đần vẫn ra sức kéo đuôi chuột với mong muốn sẽ đưa xác chuột về tổ. Vài giờ trôi qua, kiến đạn có một chút thành quả khi chúng đã cắn gần lìa hết chiếc tai của chuột bạch. Đúng là một kiến làm chẳng nên non, nhiều kiến trụm lại cũng chẳng nên non mà. Để thấy được sự thay đổi rõ ràng của bé chuột, chúng ta sẽ nhảy sang ngày tiếp theo, khi mà cơ thể của nó đã nhỏ lại, trên thân có rất nhiều viên sỏi nhỏ. Anh Bảy đoán do lũ kiến đã tha lên, tuy nhiên chưa biết chúng làm vậy có mục đích gì. Hãy nhìn phần cuống đuôi của chuột bạch kìa các bạn, còn có chút ít mà thôi. Vài chí kiến đạn vẫn kiên trì muốn lôi cả bé chuột về nhà. Màu sắc của chuột bạch từ trắng chuyển sang tím. Đây là thời điểm mà cơ thể nó bắt đầu phân hủy. U là trời, xem phần thịt này nè, chắc hẳn kiến đạn đã đánh chén một bữa no nê. Bật mí cho mấy bạn thì phần thức ăn kiến thợ dự trữ trong bụng sẽ được nhồi vào những ấu trùng kiến. Đây là cách mà ấu trùng kiến có thể phát triển. Sang ngày tiếp theo, xác chuột đã bắt đầu bốc mùi, cơ thể nó không còn đủ an toàn để cho bầy kiến đạn cắn xé thức ăn về tổ nữa. Hãy xem bầy kiến nào, trông con nào con nấy cũng no nê hết cả. Dự trong tương lai gần anh Bảy sẽ biến bọn chúng từ kiến đạn trở thành kiến công nghiệp. Con nào cũng phải ú na ú nu một tấn mới chất lượng ha ha. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy. Hôm nay anh đã chuẩn bị một quả bí ngô siêu to khổng lồ. Nó khá nhẹ thôi mấy bạn. Cụ thể là 2.000 bao tương đương với gần 1 tấn. Bảy trọ đã mua nó từ bên nhà bà hàng xóm. Mục tiêu hôm nay của anh là muốn xây dựng một nho nhỏ bằng quả bí khổng lồ này. Trước tiên phải đục một lỗ lớn lên quả bí. Nom nom đoán nó cũng là quả bí ngô lớn nhất thế giới luôn ấy. U là trời, bên trong có toàn cùi là cùi đặc ngẫn. Bảo sao nó nặng tới 1 tấn. Tầm này anh Bảy mang đi nấu canh bí đãi cả làng cũng được luôn. Nhiệm vụ tiếp theo là xả nước vào trong bí ngô. Anh Bảy đã có bể, giờ chỉ cần tậu được một vài em cá thì đủ để biến quả bí ngô này thành bể cá rồi. Mà các bạn biết rồi đấy, anh Bảy thì muốn việc bắt cá trở nên khó khăn hơn nên đã không sử dụng mồi câu thông thường. Thay vào đó ông cháu sử dụng kẹo cá đỏ mà con gái anh hay ăn để làm mồi. Chần chờ gì mà không thả mồi xuống nhỉ? Ngay lần đầu tiên mà Bảy trọ đã câu được một em cá khá bự. Loài này là Zoophilae, chỉ có ở Bình Dương. Tuy nhiên nhà anh Bảy ăn ngán cá này rồi nên thanh niên sẽ phóng sinh nó đi. Hay cái kẹo cá đỏ cũng rất ngon. Bảo sao con gái anh lại nghiện món này như vậy? Tiếp theo anh Bảy muốn thử một loại kẹo khác, kẹo vuông và có nhiều vị khác nhau. Kẹp một lần 4-5 miếng thế này chắc chắn sẽ có cá to dính mồi cho xem. Đó nom nom nói có sai đâu. Thêm một chú cá đần nữa vào sọt, nó là con starbird quý hiếm. Bảy trọ chắc chắn sẽ để bé nó vào thùng xốp. Một loài cá đắt đỏ như này anh phải mang nó về nhà gấp. Thằng cu sẽ là kẻ đầu tiên được nếm trải mùi vị của bể cá bí ngô. Tiếp theo anh Bảy quay trở lại hộp, thanh niên sẽ sử dụng một túi si cu la để làm mồi câu. Chính xác thì anh méo bóc vỏ ra luôn, và đương nhiên khi thả xuống sẽ không có con cá đần nào dính câu cả. Để mà nói thì kỹ năng câu cá của anh Bảy cũng thuộc dạng đỉnh của chóp. Anh cứ thả mồi xuống thì ắt sẽ có một em mắc câu, cho dù mồi câu có là kẹo hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Bữa nào nom nom phải xách cần sang bên nhà anh Bảy để xin được học cách câu cá mới được. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, bữa nay anh bị vợ chửi và đấm cho nhức hết người. Chính vì tức tối không thể làm gì được nên ông cháu đã tự mình đi tìm ra một nơi ở tạm sống qua ngày. Hay cái nơi này lại có một đài phun nước bỏ hoang cực kỳ độc lạ. Anh Bảy đoán chắc chắn sẽ có nhiều sinh vật thủy sinh quý hiếm ở trong đài phun nước bầy cho xem. Không chần chừ nữa, mau bắt tay vào làm việc thôi nào. Dù bề mặt nước hơi bẩn tẹo, tuy nhiên anh Bảy đã nhìn thấy vài em cá tiềm năng, và thằng cu đầu tiên vào dọ chính là chú cá vàng mới nhú này đây. Cái bụng của nó màu trắng phình ra chứng tỏ nó đang mang trứng trong
trong người. Ôi nhìn bè, cứ tưởng bé cá kia đứng yên cho anh hớt chứ. Cá vàng sẽ được thả trong xô đỏ. Bên này cũng có vài ông cháu đang bơi thong dong. U là trời các bạn trông nè, chỉ một lần hớt mà bảy trọ đã có ba em cá khá cute, gồm cá beta đỏ và cá vàng bình dương. Trời mé thêm chiếc cá beta cỡ lớn nữa. Trông đài phun nước nhỏ nhắn thế thôi chứ loài cá sinh sống ở đây nhiều vô kể. Anh bảy sẽ sử dụng lồng sắt để xem mấy chú cá đần có mắc bẫy không. Một chiếc bẫy nằm đối diện nữa là ok rồi đó. Bảy trọ phát hiện thứ gì đó. Ái chà chà, chú cá Oscar bạch tạng này đẹp quá xá. Màu sắc khá nham nhở vân đen vàng. Chắc do nó sống trong môi trường nước bẩn bựa nên mới hắc hóa nhiều như vậy. Hớt qua loa bảy bóng cũng lụm được bé bảy màu trắng siêu quý hiếm. Bên cạnh đó là con cá thiên thần đầy xịn sò. Bình thường loài này chỉ sống trong ao bẩn thôi. Ai dè chúng lại sống trong cả đài phun nước thế này chứ? What the hell? Loài cá này có màu xanh lục trắng cam ảo ma thật, ngay gần chiếc bẫy cũng có. Ủa thằng cu đó chạy đi đâu rồi nhỉ? Con Molly vàng kim này xứng đang được nằm trong bể của anh bảy đấy. Nãy giờ năng suất hớt cá không được tốt cho lắm vì ông cháu toàn múc vật nhỏ, giờ thử làm vật lớn cho mọi người trầm trồ mới được. U là trời, ngoài cá ra thì còn rất nhiều rong rêu bùn đất bám lên nữa. Mùi thúi quắc nhức hết cái mũi luôn mọi người ạ. Lần hớt thứ hai, anh bảy cuối cùng đã lụm được con cá quen thuộc, một chiếc Seagullis xanh ngọc cực bắt mắt. Loài này rất hiếm, bán ra thị trường chắc cũng được vài chục nghìn cũng nên. Tiếp tục sục vật thôi nào, có thứ gì ở đây không nhỉ? Trời mẹ, con cá lau kính sao lại sống ở đây? Nó quẫy đuôi khá cù tè ấy chứ. Thằng nhóc này vẫn chưa lớn lắm đâu mấy bạn. Theo nom nom được biết thì khi trưởng thành, cá lau kính có thể nặng tới vài tấn. U là trời, việc bắt cá hai tay với anh bảy quá dễ dàng khi hai chú cá thiên thần đã bị vào sọt. Vãi nhò bảy bóng mà cứ quậy đục nước thế này thì lấy đâu ra bọn cá chui vào trong bẫy được. Anh lại tự chôn chính bản thân mình rồi. U là trời, con gì nó to lắm này. Một chú lươn bình dương cỡ vừa. Thằng cu này làm cách nào mà bò vào tận trong đài phun nước này vậy nhỉ? Nó có những đường viên khá độc lạ. Đẹp bá cháy bọ chét luôn. Mỗi tội hơi trơn. Hay cái là lâu nay anh bảy chưa từng ăn lươn, thằng nhóc này chắc chắn sẽ có một bé lên chảo dầu của anh bảy. Trời mé, con cá vàng này cũng được đấy chứ nhỉ, được bơi trong chảo mỡ của bảy trọ chính là một đặc ân ha ha. Thanh niên vừa hớt được con gì đó khủng lắm này, à ra là một cháu cá lau kính cỡ nhỏ. Anh bảy đoán thằng cu này là anh em cùng cha khác ông nội với con lau kính ở đầu video, cho ẻm vào bể cũng không tệ. Ủa cái củ cải gì đây, trời mé, sao chú rùa bình dương này lại xuất hiện ở nơi khỉ ho có gáy này nhỉ? Các bạn trông nè, nó đang đứng trên cành dừa, cu te hột me thật chứ. Cái thân hình nhỏ xíu xíu này cũng đáng để được anh bảy cho vô chảo dầu đấy. À lộn, vô bể đấy. Có sinh vật gì đó bên kia thì phải, bắt được rồi nhé. Một chú cá beta cam tuyền. Ô xịt, sau lần hớt vật dứt khoát này, có thêm hai con cá tuyệt đẹp nữa. Dù chỉ có trong mỗi đài phun nước thúi quắc này thôi mà cũng có nhiều cá như vậy. Anh bảy đúng là biết chọn địa điểm săn bắt động vật thủy sinh thật đấy. Đến giờ xem cạm bẫy lồng sắt của anh có gì rồi. Ái chà chà, nhìn sơ sơ qua cũng nhiều cá phết đấy chứ. Hai chú cá beta đỏ, cá lau kính cỡ vừa, thêm một con nữa này, và rất nhiều cá bảy màu nhỏ xíu xiu bên cho nữa. Đến cạm bẫy thứ hai, điều gì đó làm bảy trọ bất ngờ. Hai con cá thiên thần trắng tinh, thậm chí là chú lươn bình dương khác nữa. Vậy là hôm nay anh bảy đã bắt được hai con lươn khá lớn, vừa đủ để chia cho vợ anh một con nữa luôn. Giờ thì ông cháu sẽ đưa bọn chúng về nhà. Chú rùa con này anh bảy sẽ thả vào bể nhỏ. U là trời, rất nhiều cá beta trong vật, chúng tỏ ngày đi săn bắt của anh bảy hôm nay cũng không quá tệ. Hai con thiên thần trắng, bé Seagullis xanh ngọc thì cute phô mai que thiệt luôn ha ha.